về ăn cơm. Ngày nào ông bỏ hả? À? Ừ. Xuống vậy. Ừ. Ông xuống nhất á. Qua điểm. Ê. Ê. Cái đó. Quá. Không chịu nữa đi. Gỡ lên đi. Được hai quá. Qua về đã. Wow. Em luôn nâu. Qua đi chứ đụng em nó trả tiền xô cho họ đó. Đúng rồi tí. Đang mà chỉ đi theo Phi Nhung lắm đó nghe. Qua quýt nó bây giờ đi. Hạt quá, đúng. Đúng hà luôn đi. Đó chín nha. Đó mẹ chạy gì là biết nè. Đó vậy. Thì đâu? Bây giờ thì thứ hai thì tầm trạng luôn. Ừ.
đâu. Quá mẫu mực. Giái mà mày giật nữa. Đọc thiệt. Buồn quá luôn. Nã em coi hả? Hay quá. Đợi phê hơi chút. Good. Damn.